Chào các bạn đã đến với kênh đồng hồ kênh đồ cũ ngày hôm nay, video đồng hồ buổi sáng thứ ba ngày 22 tháng 8 năm 2023. Trước khi vào video ngày hôm nay thì xin kính chúc các bác sẽ có một ngày mới tốt lành. Và ngày hôm nay thì cửa hàng tiếp tục giao lưu và mang đến cho các bác bộ sưu tập đồng hồ cơ cổ với 20 chiếc đồng hồ chính hãng đến từ rất là nhiều những thương hiệu lớn trên thế giới. Ở đây thì sẽ có các mẫu máy cơ cổ, hàng tự động và cơ có tay. Các bác mình trong quá trình xem video yêu thích mẫu đồng hồ nào, nhanh tay chốt đơn cho em theo số điện thoại Zalo 0936050424, em đã ghi ở bên ngoài màn hình nhé. Và đặc biệt là các bác lần đầu biết đến kênh thì đừng quên ấn đăng ký kênh, nút đăng ký màu đỏ em đã để ở phía dưới video này cộng với lại biểu tượng quả chuông bên cạnh, để mỗi khi mà cửa hàng phát sóng các phiên đồng hồ mới thì các bác có thể nhận được thông báo và mình đón xem một cách sớm nhất nhé. Rồi, chiếc đầu tiên ngày hôm nay mang đến cho các bác sẽ là một em Hamilton Twin O-Matic phiên bản sản xuất vào đầu những năm thập niên 60. Đây là một trong những niềm tự hào của thương hiệu Hamilton. Máy cúc áo các bác nha. Đây là một chiếc Hamilton máy cúc áo cực kỳ là đặc biệt. Cái form Hamilton này thì nó sẽ là một cái form tròn và thiết kế phần chỉ số dạng mũi tên và đan xen với các cọc số học trò. Toàn bộ phần thân vỏ bên ngoài của chiếc này thì sẽ là vỏ thép không gỉ này. Phía dưới mặt đáy em này có khắc tên thương hiệu nha. Đó, tên thương hiệu ở đây. Lốm zin này và đặc biệt là còn zin nguyên bản từ phần móc khóa nữa. Đối với chiếc này sẽ có chiều ngang size mặt 35 không tính đốm ạ. Bộ máy cúc áo tự động và có hỗ trợ thêm cả cơ quan tay. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Đây sẽ là phần mặt nha. Thân vỏ bên ngoài là vỏ thép không gỉ nha. Đây các bác có thể thấy đây, không hề bị hao mòn được, tại vì nó là vỏ thép mà, thép vĩnh cửu đấy ạ. Zin nguyên bản 100% từ phần dây khóa. Đó, mình sưu tầm những dòng đồng hồ cổ mà mình sưu tầm được những cái dòng mà những chiếc đồng hồ mà nó có zin toàn bộ như thế này, chơi nó rất là đã luôn đấy các bác. Về phần máy bên trong thì đây các bác, trên màn hình đây đang là bộ máy của em Hamilton này nhá. Bộ máy cúc áo, đây là một trong những cái bộ máy mà phải gọi là nó có cái độ khó để làm lên một cái bộ máy như thế này thì cần rất là nhiều công sức cũng như là những cái bàn tay của những cái người thợ phải gọi là rất là giỏi cũng như là đứng đầu với những cái kinh nghiệm sản xuất rất là nhiều năm thì mới có thể tạo ra được cái bộ máy như thế này. Đó. Bộ máy cúc áo của Hamilton nó rất là nổi tiếng các bác nha. Toàn bộ phần máy sẽ là máy vàng này. Đây chính là cái phần bánh đà các bác có thể thấy này. Nó nhỏ như một chiếc cúc áo thôi. Đó, bộ máy tự động với 17 chân kính. Máy đã được lau dầu cũng như là căn chỉnh ổn định rồi. Đó. Trên này thì máy có hỗ trợ thêm cả có tay nữa. Máy cơ tự động và có hỗ trợ có tay. Rất là tiện cho các bác trong quá trình sử dụng nha. Bác nào yêu thích và muốn sưu tầm chiếc Thin O-Matic này thì chốt đơn cho em. Mã số 1 ngày hôm nay có giá là 3.980.000 thôi ạ. Các bác chốt đơn cho em theo số điện thoại em đã ghi ở bên ngoài màn hình nhé. Ở cửa hàng Kiên thì có hai hình thức thanh toán dành cho các bác. Cách thứ nhất là các bác có thể đặt cọc từ 200.000 một đơn trở lên. Bên em sẽ gửi hàng qua bưu điện và các bác thanh toán nốt phần tiền còn lại cùng với tiền cước cho bưu tá. Cách thứ hai là các bác chuyển khoản hết thì bên em sẽ bao phí vận chuyển nha. Rồi, chiếc thứ hai mang đến cho các bác một chiếc Rado Cooper House, một trong những phiên bản rất là cao cấp, cũng rất là nổi tiếng của thương hiệu đồng hồ Rado Thụy Sĩ. Đó, Rado hai cá ngựa nha các bác. Em này sẽ là một cái form rất là khỏe khoắn nam tính. Đó, với những cái thiết kế vuông thành bén cạnh, toàn bộ cọc số nổi và có lịch cọc 3 giờ. Nốm zin nguyên bản này, dây khóa zin. Đó, và dưới mặt đáy này có các biểu tượng Rado với biểu tượng mỏ neo ở đây. Đối với phần thân vỏ bên ngoài thì sẽ là vỏ thép không gỉ ạ. Chiếc Rado với size mặt 37, dày 12 ly. Đó. Chiều dọc trên này sẽ là 340 nha, ngang 37 dọc 40. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Rado Cooper House máy cơ tự động. Cơ tự động Thụy Sĩ nha, và em này có hỗ trợ thêm cả cơ có tay nữa. Đây là bộ máy bên trong của chiếc Rado này nha các bác. Đó.
tự động máy vàng nguyên bản của Thụy Sĩ luôn, 20 năm chân kính. Máy em này là máy vàng các bác nha. Đây là một mặt khác của máy này. Tình trạng hoạt động tốt, máy đã được lau dầu cũng như là căn chỉnh rồi. Chốt đơn em mã số 2 với giá là 2.380.000. Chiếc số 3 mang đến cho các bác một em Rado Manhattan. Đó, một form cũng rất là nam tính, form mặt vuông tivi. Đó, toàn bộ cọc số thiết kế dạng đối xứng. Em này là máy 3 kim và có một ô click cho các bác. Thân vỏ thép, núm mỏ neo zin nguyên bản này. Phía dưới mặt đáy có các biểu tượng Rado, hai cá ngựa và phần dây khóa zin nha các bác. Đây, đây sẽ có dây khóa của Rado. Em này sẽ có chiều ngang size mặt 39 và chiều dọc là 40. Đó. Bộ máy cơ tự động và có hỗ trợ thêm cả cơ có tay này. Zin toàn bộ luôn, cái dây khóa của em này là dây thép, dây zin của dây thép các bác nha. Em đeo lên tay các bác cùng ngắm này. Đó, quá là chất nha. Một chiếc Rado Manhattan, một trong những cái form máy cực kỳ là nam tính và đẹp, mãn nhãn như thế này. Vỏ thép không gỉ, sáng bóng. Các bác nhìn em này thì có khác gì hàng nót không? Các chức năng lịch núm hoạt động tốt. Đó, về bộ máy bên trong thì đây sẽ là phần máy của chiếc này. Một bộ máy 5 tầng nha các bác, cơ tự động với 20 năm chân kính này. Đó, máy vàng. Đây là một mặt khác của máy này. Rado Manhattan mã số 3, chiếc này có giá là 3.080.000. Technot Achilles, một chiếc Technot Thụy Sĩ với màu mặt xanh cực kỳ là nổi bật này. Nó thuộc cái phiên bản Technot Skyline nha các bác. Và cái màu mặt xanh nó là màu đặc trưng của cái dòng Skyline rồi. Đó, mặt số chạy tia này, có lịch. Thiết kế mặt kính chấm góc rất là ấn tượng. Đó, em này thì thân vỏ bên ngoài toàn bộ sẽ là vỏ thép không gỉ nha. Nốm zin và phía dưới mặt đáy có khắc tên cùng với biểu tượng thương hiệu Technot ở đây. Dây khóa cũng là dây zin luôn. Đó, chiếc này sẽ có chiều ngang size mặt 35 và chiều dọc là 39. Bộ máy cơ tự động và máy cơ tự động các bác nha. Đây này, máy cơ tự động. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Rất là sáng các bác nha. Thương hiệu Technot là một trong những thương hiệu rất là nổi tiếng của Thụy Sĩ. Và cái thương hiệu này thì rất là nổi bật với những cái thiết kế cực kỳ là đẹp, bắt mắt. Cái phong cách của Technot nó rất là đặc biệt luôn các bác. Thời thượng đấy ạ. Một trong những cái thương hiệu đồng hồ mà rất là nổi bật về cái thiết kế, cũng như là những cái bộ máy của Technot cũng là một trong những cái bộ máy thuộc thương hiệu nổi tiếng các bác nha. Bộ máy bên trong của em này, đây là một chiếc Technot máy tự động 20 năm chân kính với phần bánh đà vàng nha. Bánh đà vàng. Máy hoạt động tốt, đã được lau dầu căn chỉnh rồi. Em này zin toàn bộ từ phần dây khóa nha. Mã số 4 có giá là 2.580.000. 2.580 mã số 4. Technot Skyline, một chiếc Technot mặt bát quái. Đó, mặt bát quái thì nó rất là hay. Thường thì các bác sẽ hay gặp cái dòng mặt bát quái ở thương hiệu của Technot hoặc thương hiệu nữa đó là thương hiệu Omega. Đây là hai cái thương hiệu mà sử dụng cái thiết kế mặt bát quái rất là nhiều ở trong cái mẫu đồng hồ của mình. Đó. Thiết kế rất là đẹp, độc đáo, mặt thì sáng bóng luôn nha. Toàn bộ cọc số chải tia, có lịch góc 3 giờ. Đó, thân vỏ thép. Em này núm zin nha và phía dưới mặt đáy này có khắc tên cùng với biểu tượng ở đây. Trên đây thì em thấy có chuyện là máy cơ tự động và có hỗ trợ thêm cả có tay nữa này. Em này chiều ngang size mặt 35, chiều dọc là 42. Đó. Tình trạng máy hoạt động rất là tốt. Thân vỏ thép sáng bóng này.
Về phần máy bên trong thì đây sẽ là bộ máy của chiếc Technode này các bác nha. Em này thì sẽ có phần vành tóc gai, bộ máy cơ tự động với 25 chân kính này. Đây là một mặt khác của máy. Máy em này rất là sáng và đẹp nha. Đó, các bác nhìn máy của Technode này. Tình trạng hoạt động tốt. Bác nào thích chiếc này chốt đơn cho em. Mã số 5 ngày hôm nay giao lưu các bác với giá là 2 triệu 480 nghìn em này. 2 triệu 480 nha. Mã số 6, một em Technos Super Crown. Đó, form lớn nha các bác, dễ đeo. Các bác cổ tay to đeo thoải mái này. Em này sẽ là kiểu form rất là vuông vắn. Toàn bộ cọc số dạng khối và có lịch góc 3 giờ. Đó, mặt kính thiết kế kiểu chém góc, chém cạnh ạ. Nốm zin. Đáy bát quái có khắc tên cùng với biểu tượng Technos. Em này thì toàn bộ phần thân vỏ bên ngoài là vỏ thép không gỉ nha. Chiều ngang size 38 và chiều dọc là 43. Máy có hỗ trợ có tay, máy cơ tự động và có hỗ trợ thêm cả có tay. Máy bên trong của chiếc Technos này, vành tóc gai, máy rất là đẹp nha, 25 chân kính. Bộ máy em này là máy 2472, thì đây là một cái bộ máy ETA nha. Đây có chuyện ở phía dưới mặt đáy. Đó, máy ETA 2472, một trong những cái thương hiệu máy mà nổi tiếng bậc nhất tại Thụy Sĩ đấy ạ. Ngày nay thì nó sáp nhập lại với cái thương hiệu X-Watt đấy ạ. Cũng là một trong những cái thương hiệu mà nổi tiếng nhất của Thụy Sĩ thời bây giờ luôn đấy. Đó, lên tay này, Technos Super Crown mã số 6, giá 2 triệu 880 nghìn. Qua mã số 7 và em mang đến cho bác một chiếc Cosravin de Lucy. Thương hiệu đồng hồ Cosravin thì trước đây nó là một thương hiệu của Thụy Sĩ, và sau những năm thập niên 70 thì thương hiệu này đã chuyển nhượng lại cho Liên Xô nha các bác. Đã chuyển nhà máy của mình đến Liên Xô. Nó vẫn là sử dụng những cái công nghệ cũ và những cái thiết kế mang phong cách sang trọng và đẳng cấp của Thụy Sĩ. Đó. Các bác có thể nhìn thấy không ạ? Trên mặt nền của chiếc Cosravin này nó có in chìm cái hình của tháp Eiffel. Đó, các bác nhìn này. Đây đó là một cái phiên bản mà nó sản xuất nhằm kỷ niệm cái ngày thành lập của tháp Eiffel này các bác. Rất là ý nghĩa, nên là bác nào mà có thể muốn sưu tầm thì các bác có thể tham khảo qua cái mẫu này nha. Cái form máy sẽ là form máy cơ siêu mỏng đặc trưng của Coslavin, thân vỏ vàng này. Đó, mặt đáy thép có khắc tên thương hiệu, nước vàng rất là sáng và đẹp như thế này. Toàn bộ cọc số La Mã. Em này sẽ có size mặt là 30 năm không tính nốm. Bộ máy cơ có tay với 23 chân kính này. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm nhé. Coslavin de Lucy. Form máy cơ siêu mỏng, phong cách nó rất là thanh lịch. Mã số 7 có giá chỉ có 1 triệu 480 thôi. Các bác chốt đơn cho em nha. Số điện thoại em đã ghi bên ngoài màn hình. Mã số 7 cho em, 1 triệu 480 nghìn. Rado Simple Auto, một chiếc Rado dáng trứng của thương hiệu Thụy Sĩ. Toàn bộ phần cọc số chạy tia và có lịch góc 3 giờ nha. Em này thì thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ thép không gỉ này. Mặt đáy có khắc biểu tượng Rado ba cá ngựa và phần nốm zin nguyên bản. Chiếc Rado với chiều ngang size mặt 35 và chiều dọc là 39. Dây khóa lụa. Em đeo lên tay này. Thân vỏ thép không gỉ nha. Dây này là dây linh kiện thôi, dây lụa linh kiện. Đó, bộ máy sẽ là máy cơ tự động. Máy cơ tự động nha. Mã số 8 có giá là 2 triệu 280 nghìn.
Tiếp tục qua mã đồng hồ số 9, mang đến cho bác một chiếc Shimano Vista, một thương hiệu đồng hồ đến từ Thụy Sĩ. Đây là một chiếc Shimano được sản xuất năm 1956 và được mệnh danh là một trong những cái xa xỉ phẩm của thương hiệu Shimano thời bấy giờ. Form mặt tròn, toàn bộ cọc số trải tia và có một ô clip cọc 3 giờ nha. Em này thì thân vỏ bên ngoài toàn bộ là vỏ thép không gỉ. Đó, thiết kế mặt đáy đa giác. Chiếc Sima với chiều ngang size mặt 34 và chiều dọc size 40 ạ. Cái form khá là lớn và dễ đeo cho các bác. Bộ máy cơ tự động, có hỗ trợ thêm cả cơ có tay nữa. Và ngay trên màn hình thì đây sẽ là bộ máy bên trong của chiếc Sima này các bác nha. Đây sẽ là một chiếc Sima máy R80400 này. Máy tự động 21 chân kính nguyên bản của Thụy Sĩ. Đó. Đã được lau dầu cũng như là căn chỉnh ổn định rồi. Đây là một mặt khác của máy nha. Các bác có thể thấy này, mặt khác của máy Sima 1956. Bác nào yêu thích mẫu đồng hồ này chốt đơn cho em. Mã số 9 có giá là 2 triệu 480 nghìn, 2 triệu 480 ạ. Qua mã số 10 lên cho các bác một em Osto, máy cơ tự động 20 năm chân kính của Thụy Sĩ nha. Trên này thì máy có hỗ trợ thêm cả có tay nữa. Đó. 4 chân càng lớn và nó được nới rộng ở phía dưới phần chân càng. Cọc số trải tia, dạng khối và có lịch nha. Em này thì thân vỏ thép không gỉ. Đó. Với chiều ngang size mặt 34 và chiều dọc là 39. Em lên tay cho các bác cùng ngắm này. Osto tự động 2 năm chân kính Thụy Sĩ. Thương hiệu Osto là thương hiệu rất là nổi tiếng và phát triển. Và cái thương hiệu Osto này chính là thương hiệu đầu tiên trên thế giới mà sản xuất được cái mẫu máy đồng hồ đeo tay mỏng nhất thế giới đấy các bác. Đó. Bạn nào thích chiếc này chốt đơn nha, mã số 10, giá 2 triệu 180 này. Seiko Yurisui, một em Seiko cổ của Nhật, phiên bản này được ra đời vào khoảng những năm thập niên 60. Thân vỏ vàng, đó, mặt số trải tia và toàn bộ phần cọc số thì nó được khía trực tiếp trên cái phần mặt nền này. Xe mặt em này là 34. Đó, bộ máy cơ có tay. Phía dưới mặt đáy sẽ là đáy thép nha. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm. Vỏ vàng này. Senco mã 11 giá 1 triệu 280 nghìn. 12, một chiếc Poljot dáng trứng. Nó form trứng nha. Khá là cổ điển, mặt đen, được tráng men bóng, có lịch. Đó. Em này thì thân vỏ vàng, đã lên màu bã trầu rồi. Cái này thì nếu như các bác thích đẹp hơn thì mình có thể đánh bóng lại nha. Còn không thì theo đúng như cái chất cổ điển truyền thống của những người chơi đồng hồ cổ thì để nguyên như vậy, em thấy là đẹp nhất. Nó vừa giữ được cái nét cổ điển, tại vì là những cái màu bã trầu này thì nó phải có một cái khoảng thời gian nhất định thì nó mới lên được đều như thế này. Đó. Chiều ngang size mặt 36 và chiều dọc là 40. Bộ máy cơ có tay 17G. Mã 12 này, giá 1 triệu 180 nghìn nha. 1 triệu 180, mã 12. Seconda, đề lô xe. Máy cơ có tay 18 chân kính. Một chiếc Seconda cổ của Liên Xô. Mặt số trải tia với điểm nhấn tại góc 6 và 12 giờ này. À, em này thì thân vỏ vàng hơi lên màu bã trầu. Ở đây có chuyện là được bọc vàng ao 20 ạ. Đó, đáy thép nha. Size mặt trên này là 34, không tính núm. Máy có tay 18 chân kính, em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Seconda mã 13 có giá 1 triệu 480 nhé.
14 một chiếc Paqueta mặt đỏ huyết, máy cơ có tay 17 GW. Một chiếc Paqueta mặt huyết, vỏ bọc vàng nha các bác. Đây các bác nhìn này. Một vài vị trí thì lên màu bã trầu tía như thế này. Em này thì có chuyện là được bọc vàng au 10 ạ. Đó, chuyện bọc vàng au 10, đáy thép này. Chiều ngang em này size 34 và chiều dọc là 39. Bộ máy cơ có tay với 17 sân kính. Em lên tay cho các bác cùng ngắm. Đó. Paqueta. Mã 14 nha, chiếc này giá 1.480.000 này. 15 một em Paqueta tên lửa. Một chiếc đồng hồ rất là xưa cổ điển của Liên Xô. Em này thì size khá là lớn ấy, size mặt 39, chiều ngang và chiều dọc là 40. Và toàn bộ phần mặt số la mã cổ điển các bác nha. Dây lụa linh kiện. Đó, thân vỏ vàng đã có lấm tấm xuất hiện với thời gian ở đây. Đáy thép. Form lớn cho các bác cổ tay to nha. Mã 15 có giá là 1.180.000 ạ. Mười sáu một chiếc Polyrod, máy có tay 17 chân kính ạ, mặt đen bao công, số trải tia và có lịch. Em này thì thân vỏ vàng, đáy thép. Đó. Chiếc Polyrod có chiều ngang size mặt 39, size 38, ngang 38 và dọc là 43. Bộ máy cơ có tay với 17 chân kính này. Lên tay cho các bác cùng ngắm. Đó, Polyrod. Mã 16 nha, 980.000. 980.000. Elgin, máy cơ có tay 17 chân kính ạ, một chiếc Elgin cổ của Đức. Kim cọc vàng, có lịch các 3 giờ và thân vỏ bên ngoài cũng là vỏ vàng nha. Đấy, phía dưới mặt đáy là đáy thép này. Elgin có size mặt 33, không tính núm. Bộ máy cơ có tay với 17 chân kính. Cái form này nó là cái form Elgin rất là xưa rồi. Nếu như mà bác nào mà mình có mà yêu thích cũng như là sưu tầm những cái dòng đồng hồ rất là xưa rồi thì các bác sẽ biết đến cái form cái chiếc Elgin này, nó là một trong những cái form rất là cổ điển và nổi tiếng của thương hiệu Elgin bởi thiết kế sang trọng và thanh lịch. 17 nha, mã 17 giá 1.250. 1.250 ạ. 18 lên cho các bác một chiếc đồng hồ cổ của Liên Xô thương hiệu Gun. Đó, đây là một chiếc Gun có kim rốn nha. Thương hiệu này thì rất là xưa rồi và đã ngưng sản xuất cách đây khá là lâu rồi. Đó, em này thì thiết kế cái dáng máy của nó thì rất là độc đáo luôn ạ. Mặt xanh, số học trò và thân vỏ bên ngoài là vỏ vàng, hơi lên màu bã trầu. Đáy thép này. Đó, em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm. Chiếc gôn kim rốn với chiều ngang size mặt 34 và chiều dọc là 42. Bộ máy cơ có tay. Mã 18 giá 1.080.000. 1.080.000 nha. 19 một chiếc Enica, máy cơ tự động của Thụy Sĩ. Mặt xanh, số trải tia có lịch nha. Em này là form lớn ấy. Xem nào, chiều ngang. Chiều ngang 37 và chiều dọc là 41 ạ. Thân vỏ bên ngoài thì toàn bộ là vỏ thép không gỉ. Đây là phía dưới mặt đáy này. Có khắc biểu tượng thương hiệu Enica, cá mập trên biển Đông ở đây. Lên tay cho các bác cùng xem. Thương hiệu đồng hồ Enica nó là một trong những thương hiệu đầu tiên trên thế giới sản xuất đồng hồ đeo tay, có tuổi đời rất là xa xưa. À, bác nào thích chiếc này chốt đơn nha. Mã 19 có giá là 2.080.000. 20 Cost Lavin de Lucy, máy cơ có tay 23 chân kính. Một chiếc Cost Lavin cổ. Đó, phiên bản này còn được gọi là mặt trăng đêm đấy ạ. Cost Lavin phiên bản mặt trăng đêm với thiết kế cực kỳ là ấn tượng và độc đáo. Em này size mặt 35, máy cơ có tay 23 chân kính. À, toàn bộ phần thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ vàng các bác nha. Đây, mặt đáy này có khắc triện là được bọc vàng 22K này. Đáy thép có khắc tên thương hiệu. Đó.
Coslavin, một trong những phiên bản cực kỳ độc đáo của thương hiệu này, phiên bản mặt trăng đêm, mã số 20, có giá là 1.480.000 nhé. Và chiếc đồng hồ này cũng đã kết thúc video của em ngày hôm nay ở đây rồi. Cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi phiên đồng hồ ngày hôm nay của cửa hàng Kiên Đồ Cũ. Mọi thông tin chi tiết các bác vui lòng liên hệ cho em qua Zalo số điện thoại đó là 0936050424, em đã ghi ở bên ngoài màn hình. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác trong những phiên đồng hồ tiếp theo ạ.